Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay, không khí lạnh đã bao trùm hầu hết khu vực Bắc Bộ, gây mưa cho khu vực này. Một số nơi còn xuất hiện mưa vừa mưa to. Bên cạnh đó là nền nhiệt giảm mạnh so với 24 giờ trước, với nền nhiệt độ vào sáng ngày hôm nay chỉ dao động từ 14 đến 16 độ, vùng núi có nơi xuống đến 11-13 độ, thậm chí có nền nhiệt còn xuống dưới 10 độ, trời rét đậm. Đến trưa nay, mưa tại Bắc Bộ cũng giảm nhưng nền nhiệt còn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết tại Bắc Bộ, không khí lạnh từ phía Bắc cũng đã lan dần xuống và ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực miền Trung, gây mưa vừa mưa to cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Tính đến sáng ngày hôm nay thì lượng mưa tại khu vực phổ biến từ 40 đến 70 mm, nền nhiệt tại khu vực cũng giảm mạnh từ 4 đến 5 độ so với ngày hôm qua, trời chuyển rét. Trong khi đó, tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng từ sớm, khiến nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Nam Bộ vào trưa và chiều lên mức 32 đến 34 độ. Kèm theo đó là độ ẩm không khí xuống thấp khiến tiết trời khá oi nắng về trưa. Về tình hình thời tiết trên biển thì đới gió đông bắc trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc của Biển Đông còn mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu bước sang tháng 12, tháng chính đông đối với các tỉnh miền Bắc, nên tần suất của các đợt không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tràn về liên tiếp hơn, khiến cho nền nhiệt liên tục duy trì ở mức thấp. Trong đêm nay thì nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm thêm, nhiều nơi ở mức dưới 15 độ. Sang đến ngày mai thì mây có mỏng hơn và mưa cũng sẽ giảm hẳn, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Song nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vẫn sẽ không thể vượt quá ngưỡng 20 độ. Đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, trời còn rét đậm, rét hại, nên bà con nơi đây cần hết sức lưu ý, giữ ấm đầy đủ cho cơ thể, đặc biệt là ở người già và trẻ em. Ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, trong đêm nay và sáng mai, trời còn có mưa, nhưng đến khoảng trưa chiều mai thì mưa tại đây cũng giảm dần, nhưng trời còn tiếp tục rét, với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 21 độ. Trong khi đó, tại khu vực Trung Trung Bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa phần phía Bắc và phía Nam. Tại phía Bắc của khu vực thì mưa vẫn kéo dài trong cả đêm nay và ngày mai, một số nơi có mưa với lượng khá lớn, đồng thời nhiệt độ còn tiếp tục giảm thêm, trời khá lạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 23 đến 26 độ. Ở phía Nam ở khu vực thì trời lại tạnh ráo và đôi lúc có nắng, cùng với nền nhiệt ban trưa khá cao là từ 27 đến 30 độ. Tại các tỉnh miền Nam, thời tiết tốt vẫn duy trì, mưa nhỏ xảy ra vài nơi với lượng không nhiều, chủ yếu vào ban đêm, có ban ngày thì trời vẫn có nắng từ sớm khiến nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao. Khu vực Nam Bộ vẫn có nền nhiệt cao hơn cả, với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi còn đạt 34 độ, trời khá oi nóng vào ban trưa. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 10 cho đến 12 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc mạnh cấp 3, phần phía bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam từ 22 đến 24 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.